căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục có những bước leo thang xoay quanh eo biển Đài Loan. Để chọc tức Trung Quốc, một máy bay của Mỹ lại hạ cánh xuống Đài Loan. Cuộc hòa đàm giữa đại diện chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban tại Doha, Qatar không thể đi đến một lệnh ngừng bắn. Cộng đồng quốc tế hối thúc Taliban ngừng bắn ngay lập tức. Trong khi đó, Nga phóng thử tên lửa siêu thanh trên biển Barents. Mexico bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Trung Quốc, Ai Cập hội đàm cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Các thông tin về đại dịch, người dân Indonesia giảm niềm tin vào chính phủ trong xử lý đại dịch. Hàn Quốc ghi nhận đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất trong quân đội. Các thông tin đáng chú ý khác, Trung Quốc sẽ hoàn tất xây dựng các công trình Olympic mùa đông 2022 vào tháng 10. Trung Quốc khánh thành cung thiên văn lớn nhất thế giới. Cùng lúc, nước này cũng cho ra mắt sàn giao dịch khí thải carbon lớn nhất thế giới. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Đây là FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, một máy bay chở hàng của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đào Viên để gửi đồ cho bà Sandra Alcott, giám đốc của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT, mới được bổ nhiệm chỉ 4 ngày trước đó. Một chiếc C-146A Warthog của quân đội Mỹ đã khởi hành từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản và đến Đài Bắc vào sáng cùng ngày để cũng có thể giao hàng cho tân giám đốc AIT, khiến Trung Quốc sụp sôi lửa giận và liên tiếp tổ chức tập trận giằng mặt. Theo Liberty Times, máy bay chở hàng dân dụng C-130 khởi hành từ sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Philippines lúc 9 giờ 58 sáng thứ Hai và hạ cánh xuống Đài Loan lúc 12 giờ 14 phút. Đây là lần thứ ba trong chưa đầy 2 tháng và lần thứ hai trong vòng 5 ngày máy bay quân sự Mỹ đã hạ cánh xuống Đài Loan, điều chưa từng xảy ra từ trước tới nay. Chiếc máy bay này do Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT thuê và tất cả các vật phẩm lên và xuống máy bay đều là bưu kiện ngoại giao. Chiếc máy bay sứ mệnh chuyên cơ này đảm nhiệm nội dung bí mật, có nguồn nói những túi hàng được đưa lên máy bay ở Đài Bắc là của ông Brent Christensen, cựu giám đốc AIT, người đã rời Đài Loan trước đây. Trong khi các mặt hàng chở đến Đài Loan là đồ dùng cá nhân của Sandra Alcott, giám đốc mới của AIT. Máy bay dự kiến sẽ cất cánh ngay sau khi việc tiếp nhiên liệu hoàn tất. Nhưng tính đến 1 giờ 37 phút chiều ngày 19 tháng 7, máy bay vẫn chưa rời khỏi sân bay. AIT đã từ chối bình luận về vấn đề này. Trước đó vào ngày 15 tháng 7, một máy bay trinh sát C-146A Bozoi của quân đội Mỹ đã hạ cánh xuống Đài Loan. Trước đó nữa, ba thượng nghị sĩ Mỹ đã bay đến Đài Loan trên máy bay vận tải C-17 của không quân vào ngày 6 tháng 6 và gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại sở chỉ huy không quân ở sân bay quân sự Tùng Sơn, Đài Bắc. Sau khi cuộc hòa đàm giữa đại diện chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban tại Doha, Qatar không thể đi đến một lệnh ngừng bắn. Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, 15 phái đoàn ngoại giao trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu EU cùng đại diện tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Afghanistan đã cùng hối thúc lực lượng Taliban ngừng bắn với các cuộc tấn công trên khắp quốc gia Tây Nam Á này. Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, 15 phái đoàn ngoại giao, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu, cùng với đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Afghanistan, đã hối thúc lực lượng Taliban ngừng ngay các cuộc tấn công trên khắp quốc gia Tây Nam Á này. Trong bối cảnh cuộc hòa đàm giữa đại diện chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban tại Doha không thể đi đến một lệnh ngừng bắn. Tuyên bố nêu rõ các cuộc tấn công của Taliban đã đi ngược lại với tuyên bố của lực lượng này về việc ủng hộ một thỏa thuận chấm dứt xung đột thông qua đàm phán, khiến cho nhiều người dân Afghanistan thiệt mạng và nhiều người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng chỉ trích việc Taliban vi phạm nhân quyền như đóng cửa các trường học và cơ quan truyền thông tại những khu vực lực lượng này kiểm soát. Trong những tháng qua, đại diện chính phủ Afghanistan và Taliban đã nhiều lần gặp nhau tại Doha, tuy nhiên những tiến triển đạt được gần như là không có. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 18 tháng 7, các phái đoàn của chính phủ Afghanistan và Taliban chỉ khẳng định đã nhất trí việc cần đạt được một giải pháp ngay lập tức và sẽ nhóm họp lại vào tuần tới.
trong bối cảnh các cuộc hòa đàm đang diễn ra và Taliban đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Afghanistan, thủ lĩnh Taliban ở nước này, Habibullah Akhundzada, vẫn tuyên bố mong muốn có được một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, dù chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ Eid al-Adha, nhưng tuyên bố của Akhundzada không hề đề cập đến một lệnh ngừng bắn chính thức. Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, hãng thông tấn Interfax đã dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng nước này đã phóng thử một tên lửa hành trình siêu thanh Sercon hướng tới một mục tiêu ở ngoài khơi của biển Barents với tầm xa là 350 km. Tên lửa này được phóng từ tàu đô đốc Gorshkov đang ở Bạch Hải, vịnh nhỏ của biển Barents. Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã phóng thử một tên lửa hành trình siêu thanh Sercon hướng tới một mục tiêu ở ngoài khơi biển Barents với tầm xa hơn 350 km. Tên lửa này được phóng từ tàu đô đốc Gorshkov đang ở Bạch Hải, vịnh nhỏ của biển Barents. Tên lửa siêu thanh Sercon có khả năng đạt tốc độ bay nhanh gấp 8 lần tốc độ âm thanh và tầm hoạt động có thể vượt quá 1.000 km. Tên lửa có thể tấn công cả các mục tiêu trên biển và mặt đất, tốc độ đạt hơn 11.000 km/h. Giới chức Nga cho biết thêm, tên lửa Sercon sẽ được triển khai trên các tàu chiến và tàu ngầm. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố các tên lửa siêu thanh là một phần trong số các vũ khí thế hệ mới của Nga, có khả năng đánh trúng gần như bất cứ địa điểm nào trên thế giới và vượt qua cả hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ. Chính phủ Anh mới đây cũng đã lên tiếng nhắc lại họ vẫn công nhận lãnh đạo của đảng đối lập Venezuela, ông Juan Guaido, là tổng thống. Động thái này khiến cho Ngân hàng Trung ương nước này dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Nicolas Maduro không thể mang 1 tỷ đô la vàng đang cất giữ ở London về nước. Những nhóm pháp lý của ông Maduro và ông Guaido sẽ gặp nhau vào tuần này tại Tòa án Tối cao Vương quốc Anh để giải quyết cuộc tranh chấp số vàng chiếm tới 15% tổng dự trữ ngoại tệ của Venezuela. Các luật sư đại diện cho Ngân hàng Trung ương Venezuela lập luận rằng họ muốn bán số vàng trên để có tiền mua dược phẩm chống lại COVID-19, cũng như nâng cấp hệ thống y tế khi đất nước này đã chìm trong khủng hoảng 6 năm liên tục. Ngân hàng Anh Quốc, nơi quản lý việc lưu trữ số vàng 14 tấn trên, đã từ chối giao lại cho Venezuela sau khi chính phủ Anh năm 2019, cùng với hàng chục quốc gia khác đã công nhận ông Guaido là tổng thống và bác bỏ chiến thắng của ông Maduro khi cho rằng chiến thắng năm 2018 của ông là gian lận. Đại diện của chính phủ Anh mới đây khi được mời tới tòa án phân xử cho biết, chính phủ Anh có quan điểm rõ ràng rằng ông Juan Guaido là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela. Ông ấy là đại diện duy nhất của nhà nước Venezuela. Vừa qua phát biểu với báo giới bên ngoài cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Mexico ông Marcelo Ebrard cũng đã khẳng định rằng nước này sẽ tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao và thương mại với Triều Tiên. Cụ thể thì ông Ebrard cũng đã nhấn mạnh rằng Mexico tôn trọng tất cả các chính phủ và muốn mở lại mối quan hệ với Triều Tiên giống như với bất kỳ một quốc gia nào khác. Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản ứng sau tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mexico. Vào tháng 9 năm 2017, Mexico đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên để thể hiện được sự phản đối hoạt động thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đại sứ Triều Tiên tại Mexico khi đó là ông Kim Hyong-gil cũng đã bị trục xuất khỏi quốc gia Bắc Mỹ này. Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Ai Cập và đã có được các cuộc tiếp xúc hội đàm với các quan chức cấp cao Ai Cập về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Về phần mình, thì Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cũng đã khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Cairo và Bắc Kinh, đặc biệt là nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ai Cập-Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Ai Cập và có các cuộc tiếp xúc hội đàm với các quan chức cấp cao Ai Cập về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Trong cuộc gặp, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nhấn mạnh mong muốn hợp tác với Trung Quốc trong các chương trình phát triển dự án quốc gia, đặc biệt là sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, cũng như vai trò quan trọng của khu hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-Ai Cập trong khu kinh tế kênh đào Suez như một mô hình thành công cho hợp tác đầu tư giữa hai bên. Ông el-Sisi cũng đề cập tới lập trường của Ai Cập trong việc duy trì an ninh nguồn nước, các quyền lịch sử đối với vùng nước sông Nin và mong muốn đạt được một thỏa thuận pháp lý liên quan tới vận hành đập Phục Hưng vì lợi ích của tất cả các bên. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc quan tâm tới việc tiếp tục phát triển quan hệ chiến lược với Ai Cập, đồng thời đánh giá cao vai trò của nước này trong trụ cột cho sự ổn định ở Trung Đông. Trung Quốc cũng ủng hộ Ai Cập trong các nỗ lực phát triển toàn diện, chống khủng bố và đạt được an ninh ổn định ở khu vực. Bên cạnh đó, Trung Quốc xác nhận việc Ai Cập trở thành đối tác đối thoại trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, tổ chức điều phối và hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, năng lượng và khoa học.
Ngoại trưởng Vương cũng đề cập đến nguồn nước sông Nin Ai Cập và khẳng định Trung Quốc tiếp tục tìm ra giải pháp cho vấn đề này theo cách đáp ứng lợi ích của tất cả các bên. Theo Reuters, vừa qua thì NSO Group, công ty Israel, cung cấp phần mềm gián điệp cho các chính phủ bị cáo buộc đang dính líu đến danh sách mục tiêu gồm hơn 50.000 số điện thoại thuộc về nhà báo, giới chính khách và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Mới đây, Reuters đã dẫn lại kết quả của một cuộc điều tra mới của The Washington Post và 16 đối tác truyền thông. Phần mềm gián điệp cấp quân sự Pegasus do NSO Group của Israel đã được sử dụng cho các nỗ lực xâm nhập điện thoại của 37 đối tượng, trong đó có giới báo chí, các nhà hoạt động nhân quyền và lãnh đạo doanh nghiệp. Những số điện thoại trên nằm trong danh sách hơn 50.000 dãy số, nhiều số thuộc về các quốc gia là khách hàng của NSO Group. Theo thông tin công khai, phần mềm của công ty Israel được dùng để theo dõi các đối tượng khủng bố và tội phạm. Tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở tại Paris, Pháp đã tiếp cận được danh sách và chia sẻ cho truyền thông. Về phần mình, các hãng truyền thông thực hiện được cuộc điều tra với tên gọi là dự án Pegasus. Cũng theo The Washington Post, các phóng viên đã có thể lần theo danh sách và xác định được khoảng 1.000 người tại hơn 50 quốc gia thuộc 4 lục địa. Một số người là thành viên Hoàng gia Ả Rập, ít nhất 65 lãnh đạo công ty, 85 nhà hoạt động nhân quyền, 189 nhà báo và hơn 600 chính khách và quan chức chính phủ các nước. Theo một cuộc thăm dò mới nhất, niềm tin của người dân Indonesia vào chính phủ của Tổng thống Joko Widodo trong việc xử lý COVID-19 đang sụt giảm nghiêm trọng trong bối cảnh đại dịch đang bùng phát mạnh mẽ, khiến các bệnh viện ở nước này như muốn tan vỡ. Với biến chủng mới Delta hoành hành, Indonesia đã vươn lên đứng toàn châu Á về số ca nhiễm mới trong 7 ngày qua. Về số ca tử vong, nước này đã đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Brazil. Theo cuộc thăm dò của LSI thực hiện vào cuối tháng 6, chỉ số tin tưởng vào chính phủ Indonesia trong việc đối phó thành công với COVID-19 đã giảm xuống 43% so với con số 56,6% ở cuộc thăm dò thứ hai. Ông DJRD, giám đốc LSI, cho biết sự tin tưởng của dân chúng vào chính phủ đã sụt giảm liên tục trong 4 tháng. Sự tin tưởng này có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chiến dịch chống lại COVID-19, ví dụ như tiêm chủng. Cuộc thăm dò được thực hiện trên 1.200 cư dân. Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên Tổng thống Indonesia cho biết họ vẫn chưa nghiên cứu về kết quả của cuộc thăm dò. Mới đây, thì Bộ Chỉ huy Liên hiệp các lực lượng vũ trang Hàn Quốc cho biết rằng 247 trong số 301 thủy thủ được phân công cho đơn vị chống cướp biển Chone đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Các quân nhân đang làm nhiệm vụ ở châu Phi dự kiến sẽ được sơ tán vào thứ Ba. Đây là đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất trong quân đội ở Hàn Quốc. Theo thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 19 tháng 7 cho biết, 247 trong số 301 thủy thủ được phân công cho đơn vị chống cướp biển Chone đã được chẩn đoán mắc COVID-19. Số ca nhiễm đầu tiên trong đơn vị được ghi nhận vào tuần trước và đơn vị đã tiến hành xét nghiệm cho tất cả thành viên. 68 ca dương tính được xác nhận tính đến ngày 18 tháng 7. Chỉ trong một ngày sau đó, đơn vị phát hiện thêm 179 ca nhiễm mới. Tất cả thành viên dự kiến trở về nhà vào ngày 20 tháng 7 khi chính phủ quyết định thực hiện cầu không vận, điều 2 máy bay tiếp dầu KC-330 đến châu Phi hôm 18 tháng 7. Đơn vị Chonhe hoạt động như một phần của sứ mệnh chống cướp biển ở vịnh Aden, ngoài khơi Somalia và gần eo biển Hormuz. Các quân nhân được luân phiên 6 tháng một lần do bùng phát dịch COVID-19. Lần đầu tiên kể từ năm 2009, đội ngũ mới sẽ nhận nhiệm vụ trước thời hạn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tất cả thành viên của đội mới đều đã được tiêm vaccine COVID-19. Thưa quý vị, quả thật là khi khó khăn nhất, gian nan nhất chúng ta mới thấy rõ được tình đoàn kết dân tộc được thể hiện như thế nào. Tại Indonesia, điều đó được thể hiện qua những bữa ăn nóng hổi của các tình nguyện viên, những người hàng ngày vẫn nấu ăn và giao tận nhà cho các bệnh nhân COVID-19. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, hệ thống y tế của nước này đã bị quá tải, khiến cho họ buộc phải tự cách ly và chữa bệnh tại nhà. Tài xế Bad Uzzaman, 26 tuổi, là một trong số các tình nguyện viên hỗ trợ bữa ăn cho các bệnh nhân COVID-19 ở Jakarta. Anh cho biết đã phát thức ăn tới 70 căn nhà mỗi ngày. Dù thế, anh Uzzaman đã vượt qua nỗi sợ để nhận công việc phát thức ăn, giúp các bệnh nhân tự cách ly ở nhà mau bình phục. Theo Reuters, anh Bad làm việc cho một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Thumpet Huhafa, hay còn gọi là chiếc ví của người nghèo. Thumpet Huhafa là tổ chức bếp từ thiện nói trên và dự định lập thêm 2 bếp ăn nữa khi có thêm một số bà nội trợ ngỏ ý muốn giúp nấu cơm, gà và rau củ. Nhiều bệnh viện đã đầy, chúng tôi quyết định lập bếp từ thiện này giúp mọi người có thêm dinh dưỡng để tăng cường miễn dịch, giúp họ sớm bình phục.
Cũng theo Reuters, người mắc COVID-19 khó tìm được giường bệnh khi khoảng 90% giường bệnh tại các bệnh viện ở thủ đô Jakarta đã kín chỗ. Do đó, họ chỉ có thể tự cách ly để chờ bình phục tại nhà và hạn chế lây cho người khác. Tuần trước, Indonesia đã vượt Ấn Độ về số ca bệnh theo ngày, trở thành tâm dịch mới của châu Á. Indonesia ghi nhận gần 57.000 ca trong 24 giờ ở tuần trước, trong khi số ca tử vong theo ngày cũng tăng gấp đôi hồi đầu tháng 7, lên mức khoảng 1.000 ca một ngày. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết rằng Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành việc xây dựng 53 trên tổng số là 57 dự án chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 tại Bắc Kinh và Diên Khánh vào tháng 10 tới đây. Trong khi đó, thì 4 dự án còn lại bao gồm cải tạo sân vận động quốc gia, nơi dự kiến tổ chức lễ bế mạc sự kiện, cũng đã được hoàn tất vài tháng sau đó. Theo kế hoạch, thì các địa điểm ở Diên Khánh, vùng ngoại ô Bắc Kinh và Trương Gia Khẩu ở tỉnh Hà Bắc, nơi sẽ tổ chức tranh tài các môn thể thao trên băng như trượt tuyết. Và cũng theo nguồn tin trên, Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng tất cả 76 dự án chuẩn bị cho Thế vận hội tại Trương Gia Khẩu vào tháng 6 vừa qua. Mới đây, thì cung thiên văn lớn nhất thế giới đã được chính thức khánh thành tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vào ngày 17 tháng 7 vừa qua và bắt đầu mở cửa đón khách tham quan từ ngày 18 tháng 7. Theo hãng tin Reuters, thì bảo tàng thiên văn học này diện tích khoảng 58.600 m² và thuộc quyền quản lý của Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Thượng Hải. Đến với cung thiên văn này, thì khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng khoảng 70 thiên thạch đến từ mặt trăng sao hỏa và tiểu hành tinh Vesta, cũng như là hơn 120 bộ sưu tập hiện vật khác của các nhà thiên văn học lỗi lạc như là Isaac Newton, Galileo Galilei và John Hannes Kepler. Bên cạnh đó, thì các du khách đi đến đây cũng sẽ được tìm hiểu thêm kiến thức về thiên văn thông qua việc là tương tác với các công nghệ trực quan hóa dữ liệu, thực tế ảo và sinh trắc học. Ngoài ra, thì bảo tàng này cũng lắp đặt một kính viễn vọng quang học thích ứng và kính thiên văn 1 m tiêu cự kép với mục đích là phục vụ cho các công tác nghiên cứu khoa học. Và vừa qua, Trung Quốc cũng đã ra mắt sàn giao dịch mua bán lượng khí thải carbon lớn nhất thế giới. Đây là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm đạt được trung tính carbon vào năm 2060. Chương trình này sẽ hỗ trợ các công ty cắt giảm ô nhiễm không khí hiệu quả hơn, xử phạt các đối tượng phát thải quá nhiều, đồng thời sẽ phải mua giấy phép phát thải carbon bổ sung từ các công ty hiệu quả hơn. Trung Quốc đã khởi động kế hoạch buôn bán khí thải carbon lớn nhất thế giới ETS sau nhiều tuần trì hoãn vì lo ngại về việc các công ty làm sai lệch dữ liệu. Động thái này đã đưa Trung Quốc tiến một bước gần hơn đến việc đạt được mục tiêu không phát thải ròng của Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm 2060. Các nhà phân tích cho biết kế hoạch này có cấu trúc tương tự như ở các nước khác nhưng việc triển khai còn yếu vì nó chỉ giới hạn trong lĩnh vực phát điện mà không có giới hạn cứng về khí thải và mức phạt thấp đối với các công ty không tuân thủ. Mặc dù kế hoạch nói chung sẽ gây áp lực lên các nhà phát thải của Trung Quốc sử dụng ít than hơn và chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn, điều này sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Úc trong dài hạn, nhưng cũng có thể làm tăng nhu cầu về than nhiệt sạch hơn từ Úc. Gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc Tencent Holdings mới đây cũng đã thông báo họ sẽ đầu tư vào công ty video game Sumo Group của Anh khoảng 919 triệu bảng, tương đương là 1,27 tỷ đô la. Sau khi thông tin được công bố, mỗi cổ phiếu của Sumo đã lên giá đạt mức 513 pence, mức tăng tương đương với 43% trong khi phiên giao dịch gần nhất đóng cửa. Giá mỗi cổ phiếu của Sumo chỉ là 358 pence, đây là lần tăng mạnh nhất kể từ năm 2017 đến nay. Với khoản đầu tư trên, thì Tencent sẽ nắm 8,75% cổ phần của Sumo, trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty video khổng lồ với 14 phim trường tại 5 quốc gia và có số nhân viên lên tới 1.200 người. Nói về sự kiện này, một lãnh đạo cấp cao của Sumo mới đây cho biết, ban lãnh đạo của Sumo tin tưởng vững chắc rằng thương vụ này sẽ có lợi cho mảng video game của Tencent trên thị trường toàn cầu, trong ngành công nghiệp đầy tiềm năng và mang tính chiến lược. Theo truyền thông địa phương, gấu trúc khổng lồ Wiwi đã có một buổi sinh nhật ấm cúng mừng tuổi lên 3 và cùng với những người hâm mộ cũng như du khách tham quan tại công viên động vật hoang dã Thượng Hải vào tối ngày 17 tháng 7 vừa qua. Trong bữa tiệc sinh nhật đánh dấu 3 tuổi của mình, cô nàng gấu trúc khổng lồ tên Sisi đã được các nhân viên tại công viên động vật hoang dã Thượng Hải chuẩn bị bánh kem cùng nhiều loại trái cây. Bên cạnh đó, vì mẹ Sisi hiện đang ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, quê hương của những con gấu trúc khổng lồ và không thể ở cạnh cô trong ngày trọng đại này, nên những chuyên gia chăm sóc động vật đã tạo nên một mẫu điện thoại di động bằng vỏ tre có hình ảnh của mẹ Sisi. Cụ thể, Sisi đang được mừng sinh nhật với mẹ thông qua một cuộc gọi video.
Hình ảnh từ video được đăng tải cho thấy trong bữa tiệc, sau khoảng thời gian chơi đùa, Sisi đã ngồi xuống đất và bắt đầu thưởng thức món măng tươi. Từ những khoảnh khắc đáng yêu này đã thu hút hàng loạt du khách đến xem và chụp ảnh. Zhu Jinhua, phó giám đốc bộ phận quản lý động vật của công viên chia sẻ, trong giai đoạn phát triển này chúng tôi cần chuẩn bị đủ lượng thức ăn mỗi ngày cho Sisi, bao gồm tre măng và cả bánh ngô hấp. Đồng thời ông Zhu cũng còn cho biết thêm, họ phải thiết kế một số trò chơi đặc biệt cho con vật 3 tuổi nặng 86kg này bằng cách giấu thức ăn ở những nơi khác nhau để nó tìm chúng, nhằm giúp nó tăng cường hoạt động và luôn giữ trạng thái khỏe mạnh. Tại Mexico, chính quyền thủ đô Mexico City cũng đang triển khai kế hoạch dọn dẹp các khu vườn nổi tại một trong số ít những con kênh còn sót lại từ thời Aztec ở Xochimilco, với mục đích là tái tạo hệ thống kênh đào nhằm hỗ trợ cho công tác nông nghiệp trong khu vực. UNESCO đã tham gia bảo tồn hầu hết các di tích cổ của Mexico từ thời trước khi người Tây Ban Nha tới. Tuy nhiên, một số công trình ngoại ô đang phải đối mặt với sự xuống cấp trầm trọng do hàng thế kỷ phục vụ nông nghiệp. Hiện nay, khu dẫn nước Xochimilco đang bị bao phủ bởi nước ô nhiễm, các loài chim ăn thịt và tình trạng ô nhiễm. Nơi đây từng là khu đô thị lớn bậc nhất thế giới và là khu nông nghiệp trù phú của Mexico. Một trong những cách chính quyền có thể trợ giúp khôi phục khu vực này là hỗ trợ người dân Aztec bản địa cách khai thác nguồn nước khoa học hơn, cũng như xây dựng tôn tạo lại công trình. Những người dân địa phương hy vọng quá trình cải tạo này sẽ giúp bảo vệ những giá trị cổ xưa của Mexico, giữ gìn nó cho thế hệ tương lai, cũng như đóng góp cho quá trình phát triển bền vững của đất nước. Tại Mỹ, vừa qua do ảnh hưởng của hàng loạt trận cháy rừng kinh hoàng ở Washington thì rất nhiều chú ngựa đã bị thương từ nhẹ cho đến nặng. Xót thương cho các chú ngựa tội nghiệp này thì một trang trại tuyệt đẹp ở Rock Island phía đông bang Washington đã mở cửa để đón các chú ngựa vào chăm sóc và chữa lành vết thương. Với sự chăm sóc tận tình hòa cùng với cảnh núi non hùng vĩ và bầu trời trong xanh thì các chú ngựa được cho là sẽ phục hồi nhanh chóng. Tại Mỹ, vừa qua do ảnh hưởng của hàng loạt trận cháy rừng kinh hoàng ở Washington, rất nhiều chú ngựa đã bị thương, từ nhẹ cho đến nặng. Xót thương từ các chú ngựa tội nghiệp này, một trang trại tuyệt đẹp ở Rock Island, phía đông bang Washington đã mở cửa để đón các chú ngựa vào chăm sóc và chữa lành vết thương. Nơi đây đã trở thành nơi trú ẩn của hàng chục con ngựa bị thương, tất cả đều là ngựa cái bị cuốn vào đám cháy Chewy Creek, chỉ cách đó vài giờ lái xe. Theo những người chăm sóc ngựa ở nơi đây thì có những con ngựa bị phù nề nặng và sưng ở bụng dưới, thêm vào đó là rất nhiều vết bỏng ở mặt, mũi và mắt. Phương pháp điều trị cho chúng bao gồm thuốc kháng sinh, kem trị bỏng và tắm nước lạnh. Đám cháy Chewy Creek là một trong những hàng chục vụ cháy rừng lớn bùng cháy khắp miền Tây nước Mỹ, một phần do điều kiện hạn hán và đợt nắng nóng gần đây. Các nhà khoa học nói rằng tất cả đều là biểu hiện của biến đổi khí hậu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.